cảm xúc của Nhân rất là nhiều mọi người. Thôi để bây giờ mình ở đây là người nhà với nhau, thì Nhân cho Nhân xin phép là Nhân ngồi để Nhân trò chuyện với mọi người nha. Cứ cho ngày hôm nay là một cái tâm sự nha mọi người. Ok. Rồi, xin phép. Đầu tiên Nhân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ, đến những người thân, những người chưa thân và những người bạn của Nhân trong buổi tiệc ngày hôm nay. Từ đó tới bây giờ chưa bao giờ mình tổ chức sinh nhật, thật sự chưa bao giờ, mà mình cũng không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ tổ chức một cái buổi tiệc ấm cúng giống như là ngày hôm nay. Mình cũng mượn buổi tiệc ngày hôm nay để cảm ơn. Và lời cảm ơn này dành cho một người thật sự rất đặc biệt đối với bản thân mình, đó chính là má của mình. Con cảm ơn má sanh ra con, đã nuôi con và cho con biết được cái nhiệm vụ của con. Là không có để cho mẹ tiếp tục đi sát cạnh heo, đi đẩy bánh phồng tôm. Và con phải có nhiệm vụ là con lo cho má tới suốt cuộc đời. Đêm thức thâu đêm, mẹ mang chiếc áo cho con, áo nào sớm dài lời ru theo tháng năm nhà, từng lời ngọt ngào hạ hơi bằng mái chân đầy yêu thương. Chúng chín môi cười mẹ vui biết mấy con ơi, cắn tim rao rừng mẹ tôi nuôi lớn khôn con. Bé đầu mong lộ ra cảm xúc mình. Lần đầu tiên được tặng hột sòn mấy bà ơi, khóc 3 ngày 3 đêm cho luôn nguyên cái xong. Nhớ ngày xưa nè, hai đứa cùng nhau đi bán, ai theo dõi lâu chắc biết đúng không? Hồi đó mấy bà cầm anh tôi ăn hiếp ổng hoài, thấm thoát vậy mà cũng cho qua 11 năm rồi đấy. Quen nhau lâu lâu cũng cãi lộn với nhau hoài, ổng nhát thích hả, không có chịu quay lên clip. Ngày xưa mới chơi TikTok á, là ép quay không. Bán đồ thì một bữa thắng một bữa ế, bữa nào thắng thì bữa đó ăn đồ ăn ngon, bữa nào bán ế thì hai đứa dành tiền không dám mua đồ ăn, bởi vì còn để dành tiền làm vốn lấy đồ. Mấy bà nhớ cái vụ mà đồ bộ ngày xưa không? Trời đất ơi, người ta nói vụ đồ bộ mà sao ông này ông cũng lên tiếng nữa ta. Vậy chứ hồi đó tôi dưới quê tôi bán đồ bộ của nữ không nè, sao mà tôi không xót ruột cho được. Buôn bán ở chợ xong rồi lâu lâu về nhà cũng phụ giúp làm ruộng, đi ruộng đồ này kia, biết bao nhiêu là thăng trầm sóng gió. Ai mà ở khu vực miền Tây và đặc biệt là An Giang, Đồng Tháp á, chắc là sẽ biết những cái lễ lớn giống như là 18 tháng 5 hay là lễ phủ thờ ông ba. Hai đứa mượn vàng mượn tiền đi lên trên đó bán, buôn bán cực khổ lắm nha. Nghèo rồi mà còn gặp cái eo, bị người ta lấy hàng với lấy tiền hết trơn, gạch bằng cái gì mà bán ngót thiệt sự, mất luôn cái điện thoại nữa. Xúc động quá. Đăng clip này lên chắc mọi người sẽ nói làm màu, ghi âm mà cảm xúc không có kìm lại được luôn. Cái lần sưng tử nhất không biết ông Mon có nhớ không, hai đứa bị tai nạn giao thông tông xe ngay đoạn đường vắng không có ai hết trơn. Ngày thường thì hiền lắm, vô lúc sinh tử ông Mon la lớn thiệt lớn, đâu có ai mà nghe. Ông kéo mình lên từ bên bờ lề, người đi đường người ta sợ liên lụy nên người ta cũng không có chở đi cấp cứu nữa. Hơn một tiếng đồng hồ sau hai đứa mới tới được bệnh viện. Anh Mon còn nhớ là mình nhường nhau chụp CT không, bác sĩ nói thôi chụp người này trước rồi người kia tới liền, chứ có gì đâu mà nhường nhau. Vui có, buồn có, chữ lộn cũng có. Sự may mắn nhất đó là được sự yêu thương của cha mẹ hai bên. Bữa nay không cho em đăng em cũng đăng lên, Mon có nói vậy
vậy nè. Thôi đi, còn gì phải khô trương, đăng không đăng gì mình biết nhau là được rồi. Không, để vậy cho TikTok giữ giùm. Mình biết cuộc đời thay đổi bất thường, không ai biết được chuyện gì tương lai nó sẽ tới, nhưng mình tin anh Mon là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Bởi vì trong lòng của mình trước đây sao thì giờ mình cũng y chang vậy, vẫn không có điều gì thay đổi hết.